Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với cái chủ đề 3D bên phần mềm Optitech này. Thì nhiều bạn có hỏi mình là ví dụ như đường may ấy, các bạn may bị sai thì làm cách nào để xóa đi và may lại, đúng không ạ? Đây, các bạn vào đây nha, các bạn vào đây cho mình. Hoặc là các bạn sẽ ấn phím tắt là Shift U trên bàn phím nhé. Các bạn kích đây, đường may được chọn này, các bạn ấn Delete trên bàn phím này. Đó, như vậy là đường may của bạn được xóa này. Delete xóa. Sau đó chúng ta sẽ làm mới lại, refresh này. Các bạn thấy không? Mình vừa xóa xong đường may. Để may lại thì các bạn dùng lại chữ U này trên bàn phím và may như này. Theo chiều kim đồng hồ các bạn nhá. Lại làm mới lại này, refresh lại này. Đó. Tiếp theo nữa là có một số bạn có hỏi là ly dọc. Ví dụ như thân trước có cái ly dọc ở đây, hoặc là thân sau nó có một cái ly dọc ở sống sau này chẳng hạn, thì may như nào? May thì thực ra nó cũng tương tự như may đường may bình thường thôi. Đây nha, mình sẽ có cái ly dọc như này cho các bạn. Chắc chắn nhiều bạn sẽ cảm thấy khó khi có cái ly dọc này. Để may cái ly dọc này nhá, để máy nó hiểu là ở đây có ly dọc ở đây này. Các bạn nhìn không? Khi mình vẽ cái ly như này thì máy nó không hiểu là ở đây có cái ly dọc ở đây. Do vậy thì các bạn phải quét nó đi nhá, để nó thành lỗ thủng. Các bạn kích đúp vào cái đường nội vi này. Sau đó các bạn sẽ nhìn vào cái bảng thuộc tính bên trái này, các bạn tích vào chữ hole cho mình nhé. Hole hole tức là lỗ thủng đó. Tiếp theo là mình sẽ copy cái đường nội vi này sang đây. Copy bằng cách nào? Đó là các bạn dùng lệnh chữ y nhé, chữ y ngắn trên bàn phím. Các bạn chỉ cần việc kích vào đây, cầm nó và di chuyển qua đây thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải làm mới lại, refresh này, refresh. Thì lúc đó máy nó mới nhận ra là đây là một cái ly khoét thủng, cho nên nó mới hiểu để nó may. May thì các bạn lại dùng lại chữ U thôi, các bạn may vào cho mình. Thao tác theo chiều kim đồng hồ. Hoặc các bạn có thể kích vào đường số 1 thì trên máy may này. Trên máy may này nó sẽ hiện cái đường may số 2 các bạn may vào đâu, các bạn kích vào đó. Đó. Kích nhá. Thân sau tương tự các bạn nhé, cái này. Để kiểm tra lại thì các bạn lại ấn một cái chữ Refresh Close này. Đó, thì ở đây này, các bạn nhìn nào, cái đường may của mình nó đã bị chéo, nó bị chéo như này. Do vậy là mình sẽ phải sửa nó lại, mình sẽ xóa đi, mình may lại cho nó nhanh, cho dễ nhá. Đây này, nếu mà các bạn không muốn xóa ấy, trong trường hợp nó bị chéo như này. Đấy nhá, cái thân 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 trước của mình xóa rồi này, các bạn nhìn này. Còn thân sau nếu nó bị chéo như này này thì các bạn kích vào cái đường may này cho mình. Các bạn kích đường may cho mình. Và các bạn sẽ nhìn sang cái phần đây, 3D protein này. Cái phần Philip này, các bạn sẽ kích vào Philip tức là lật lật nó này. Sau đó các bạn sẽ lại ấn Refresh lại. Đó, các bạn lật xong chưa ạ? Tiếp tục lật cái đường dưới này. Đây các bạn tích về chữ Philip, các bạn refresh là mới này. Đó, là được nhé các bạn nhé. Còn nếu như để chắc chắn mà nó không bị ngược thì các bạn sẽ may theo chiều kim đồng hồ như này. Đây mình đang kéo vừa xong là bị ngược chiều kim đồng hồ mất rồi, mình sẽ xóa cái đường may đây này. Các bạn kích như này đi, sau đó nếu ngược thì chúng ta sẽ kích vào phần Philip giống như vừa xong nó dễ nhá. Refresh lại này. Các bạn sẽ dùng Shift U này. Đây. Shift U này, cái lệnh Shift U các bạn kích vào đường may này. Nó đang báo là may sang đây là bị sai rồi này các bạn này. Sai thì các bạn dùng Shift U, các bạn chọn đường may các bạn xóa đi. Rồi chúng ta sẽ may lại này, may lại từ đầu. Số 1 này. Số 2 này. Số 1 này. Số 2 này. Refresh lại.
bị ngược. Trong trường hợp bị ngược như này thì các bạn chuột phải, sau đó nó sẽ ra cái lệnh shift u này. Các bạn kích đường máy giúp mình. Tiếp theo các bạn sẽ kích V bằng chữ Philip để đảo nó. Tiếp theo chọn đường máy dưới, kích Philip để đảo nó và chúng ta sẽ reset là mới lại. Như vậy là chúng ta vừa đảo xong cái đường may. Chúng ta sẽ may này. Trong video này thì mình lại vừa hướng dẫn các bạn thêm một cái nữa về cái phần 3D của phần mềm Autitech. Đó là chúng ta sẽ đảo đường may này. Cách để đảo động may khi mà chúng ta may bị chéo. Và một cái nữa là nếu trong trường hợp mà cái dập chúng ta có một cái ly dọc như này chẳng hạn, thì chúng ta phải khoét lỗ nó, chúng ta làm thủng nó để máy nó hiểu là đây là một cái đường may để nó may. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình.